ngay từ nhỏ mà ngồi xem phim đất phương Nam thì mình rất là mê. Mình có hỏi, lúc đó có hỏi hỏi vui với mẹ là mẹ ơi sao mẹ không dẫn con đi đóng phim. Và tại vì nhà mình thì cũng không có ai mà làm nghệ thuật nhiều và cũng không có ai biết về nghệ thuật cả, cho nên là mình cứ ôm cái ấp ủ cái giấc mơ đó từ nhỏ. Rồi sau này khi mà xem phim, thật sự là hồi đó rất là mê xem phim Việt Nam, xem phim truyền hình Việt Nam. Và mình khi mình xem các anh các chị hoặc cô chú diễn á, xong rồi cái ở nhà mà hay ngồi trước gương xong rồi tự diễn lại có giống hay không, cho nên là từ đó cái giấc mơ của Thuận nó đam mê và nó ấp ủ được nhiều hơn. Sau cái vai Dũng đó của phim Những Cơn Mưa Tình Yêu á, thì Thuận được rất là nhiều lời mời của các đạo diễn. Nhưng mà lúc đó thì mình suy nghĩ lại là mình vừa tốt nghiệp lớp 12 thôi và mình chưa có kinh nghiệm gì cả, tất cả những gì mà mình diễn xuất đều là bản năng. Cho nên là mình quyết định mình thi vào trường và năm đó luôn. Và mình sau khi mà đóng phim, cái thời gian mình đóng phim là hè. Sau khi đóng phim thì mình nhận được là mình đã đậu trường sân khấu. Và mình quyết định là mình không đóng phim nữa, mình quay vào trường mình học để mình được biết được nhiều kinh nghiệm hơn. Đình Nam. Ê. Sau khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh thì Thuận bắt đầu bước vào một cuộc thi, đó là chính là cuộc thi Cùng Nhau Tỏa Sáng. Sau đó nữa chính là Bước Nhảy Hoàng Vũ. Và sau Bước Nhảy Hoàng Vũ đó chính là cuộc thi Mr. Global là năm ngoái và 2017. Thì sau cái cuộc thi đó thì Thuận được nhiều người biết hơn, được mời nhiều quảng cáo nhiều hơn và cũng như là được mời đóng MV nhiều hơn. Đó cũng là cái niềm vui đó với mình, là một cái bước tiến mới cho một cái người mà diễn viên trẻ cũng như là một người mẫu trẻ để bước vào nghề. Cô á, lúc nào mà không có đẹp. Ủa mình nói nghe nè, đi đâu đó? Hôm nay là không học thêm nha, đi đâu? Chắc chắn là ngoại hình là một cái điều mà rất là lợi thế đối với một diễn viên hoặc người mẫu hoặc một cái người nghệ sĩ nào đó. Nhưng mà sau cái đẹp đó thì mình phải giỏi và mình phải vững được cái nghề của mình. Và với là một diễn viên thì không thể nào mà anh chỉ là đẹp thôi là được. Tại vì diễn viên là phải thể hiện nhân vật, phải thể hiện tính cách một người nào đó khác hoàn toàn với bản thân mình. Cho nên là tất cả những điều Thuận làm á, những cái mà dự án hoặc là những MV hoặc là phim, mọi người nếu mà mọi người có theo dõi thì chắc chắn là hầu như là nó sẽ không có cái nào giống cái nào cả. Bởi vì mình có học ở trong trường và mình biết cái kinh nghiệm đó thì mình thấy là cái này mình đã làm rồi, không được làm giống nữa. Hoặc là nếu mà cái nhân vật đó có cùng tính cách thì mình cũng phải cố gắng làm cho sự khác biệt nhiều hơn. Thật sự là đối với Thuận á, Thuận nghĩ á, mình có một chút may mắn. Nhưng mà cùng với cái sự mà nắm bắt, chứ không phải là mình hoàn toàn là một người may mắn. Tại vì nếu mà may mắn thì Thuận bây giờ Thuận sẽ là một người rất nổi tiếng rồi. Tại vì thật sự con đường của mình nó cũng hơi bấp bênh. Và mình gặp rất là nhiều cái khó khăn trong cái con đường nghệ thuật của mình. Tại vì mình, thứ nhất là mình không có nhiều cơ hội. Nhiều khi rồi có khi Thuận cũng cao á. Tại vì nó nhiều cái lấp lửng lắm giữa cái người mẫu và diễn viên. Đối với người mẫu á, thì cái chiều cao của Thuận thì quá thuận lợi rồi. Nhưng mà đối với diễn viên á, thì mình lại là người cao quá. Nhiều khi mình đi casting hay cái gì đó thì mọi người nói em diễn rất là ok, mọi thứ rất là ok. Nhưng mà hiện tại là không có tìm người, một bạn nữ nào đóng được với mình. Cho nên đó cũng là một điều thuận lợi và cũng là khó khăn của Thuận. Này anh thật xinh trai, nhìn thật là manly. Oh baby you make me crazy. Lấy kinh nghiệm từ bản thân Thuận thì cảm thấy nếu một người mà cần thành công đó chính là sự kiên trì và cố gắng. Bởi vì sao? Khi mà mình còn trẻ thì chắc chắn mình sẽ gặp rất nhiều sự khó khăn, vấp ngã. Nếu bây giờ mà Thuận bước vào cuộc thi mà Thuận rớt hoặc là Thuận làm một cái dự án nào đó mà Thuận thất bại thì chắc chắn Thuận phải giữ vững tinh thần và vẫn cố gắng và kiên trì nhiều hơn. Ví dụ như mình làm cái này thất bại thì mình phải tìm một cái mới, mình nhìn ra những cái lỗi của mình và mình khắc phục cái điều đó, chứ không thể nào mình buông xuôi. Tại vì nếu mình buông xuôi và không kiên trì cũng như là không nỗ lực thì chắc chắn mình cũng giống như là mình sẽ bị đào thải và quên. Tại vì bây giờ rất là nhiều những người diễn viên cũng rất là nhiều những người trẻ đi lên.